Với đích đến là nền nông nghiệp xanh, an toàn và hiệu quả, vụ mùa năm 2021, An Thanh đã phối hợp tổ chức cải tạo vùng sản xuất hữu cơ để khai thác dưa cấy với diện tích gần 70 hectare trong đồng sau cống sồi. Mới được một vụ lúa, nhưng khi sán đất lên đã thấy có dưa. Đây là kết quả khả quan để An Thanh tiếp tục mở rộng diện tích khai thác dưa cấy trong đồng trong những năm tiếp theo. Trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Mâu ở thôn Thanh Kỳ, xã An Thanh thường xuyên gieo cấy giáo rào lúa theo hướng đại trà. Trong quá trình sản xuất lúa, do sử dụng phân vô cơ nhiều năm, đã để lại nhiều tác hại như làm gia tăng sự mẫn cảm của cây trồng với các loại sâu bệnh, năng suất cây trồng giảm, ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Vụ mùa năm 2021, gia đình bà tham gia mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích 4 sào. Qua thực tế sản xuất, việc áp dụng quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ đã làm tăng độ phì nhiêu của đất, tăng chất khoáng và vi sinh vật hữu hiệu cho đất, có tác dụng cải tạo đất rất tốt, đồng thời lúa mùa ít sâu bệnh, năng suất khả quan. Lúa thì cũng so với vụ mùa thế này là cũng đảm bảo. Còn thì cánh cô là phun cái chế phẩm đấy thì cũng thấy là lúa là được, mà còn dự án của cô là cô có mấy sào này thì sau này cô cải tạo đất dần dần rồi cô cũng làm dưa cấy, cho nên để cho đời sống phát triển thêm lên. Cái đất ở đây thì nghe nó cũng hợp với con dưa con cấy. Sau một vài vụ cải tạo thì mọi nhà này họ làm là cũng đã thấy có dưa cấy phát triển ra rồi. Cùng ở thôn Thanh Kỳ, gia đình ông Phạm Văn Uyên cũng tham gia thực hiện cải tạo vùng sản xuất hữu cơ để khai thác dưa cấy sau cống sồi với diện tích 1 mẫu. Để tạo môi trường cho con dưa sinh trưởng và phát triển, sau khi Hợp tác xã Nông nghiệp An Thanh triển khai mô hình cải tạo vùng sản xuất hữu cơ để khai thác dưa cấy, gia đình ông đã lựa chọn các giống lúa như BC15, ST25 để gieo cấy và sử dụng toàn bộ chế phẩm sinh học IM của Nhật để cải tạo đất cũng như phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa. Trong cái vừa rồi coi như được sự quan tâm của các vị đã đưa cái chế phẩm về và chúng tôi kết hợp với cái phân chuồng để cải tạo coi như cái diện tích vừa rồi thì theo tôi khả quan là bước đầu đấy thì đất đã tơi xốp và coi như là đã có theo kinh nghiệm thì cũng đã có coi như con dươi coi như đã sinh sôi ở dưới cái khu ruộng đó. Thế thì khả quan bước đầu tôi nghĩ thì năm nay còn đang xây cái cầu sồi nó chưa xong thì nước non nó chưa được điều hòa, thế nên khả quan cuối năm nay là sẽ có cái sản phẩm đó, nhưng mà chắc nó cũng chưa đạt được nhiều theo như mong muốn của nhân dân. Thế thì chúng tôi hy vọng những năm sau sẽ là khai thác chủ yếu là coi như là con dươi và con cấy. Đắp vùng đất bãi màu mỡ với nguồn dươi cấy tự nhiên nên xã An Thanh đã được kỳ vọng tạo ra đột phá trong canh tác hữu cơ, phát triển nông nghiệp sinh thái của huyện Tứ Kỳ. Ngoài 137 hectare đất bãi đã sản xuất theo hướng hữu cơ trồng lúa kết hợp với khai thác dươi cấy đã lâu, thì bắt đầu từ năm 2021 này, khi cống sồi mới đưa vào sử dụng, người dân bắt đầu nuôi dưỡng nguồn lợi ở trong đồng. Vụ mùa này, địa phương thí điểm trồng gần 70 hectare lúa theo hướng hữu cơ với sự tham gia của 304 hộ ở hai thôn An Định và Thanh Kỳ tại khu vực thượng lưu cống sồi. Các giống triển khai trong mô hình là giống BC15 và ST25. Toàn bộ diện tích trong mô hình được sử dụng phân gà để bón lót và chế phẩm sinh học EM của Nhật trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa với 5 lần phun chế phẩm. Qua đánh giá ban đầu, những diện tích lúa gieo trồng trong khu vực cải tạo đều phát triển tốt, kháng sâu bệnh và bước đầu đã thấy con dươi con cái xuất hiện. Thế thì trong cái vụ mùa năm nay thì đối với hợp tác xã thì chúng tôi có triển khai 3 cái giống là được hỗ trợ. Một là cái giống BC15, hai là giống DH12 của công ty Apono Việt Nam. Thứ ba nữa là cái giống ST25 của Sóc Trăng. Thế thì đến giờ phút này thì từ cái lúc gieo cấy thì trong để chuyển đổi thì theo phương pháp hữu cơ đấy thì chúng tôi được phòng nông nghiệp có hỗ trợ cho các cái sản phẩm để chế phẩm vi sinh hữu cơ của EMI, công ty EMI của Việt Nam.
về để phun cho cái vùng lúa này. Thế thì nhân dân chúng tôi đã cấp phát cho nhân dân để phun, để không sử dụng cái hóa chất phun các cái thuốc bảo vệ thực vật. Thì đến giờ thì lúa phát triển rất là tốt. Thế còn thì về cái quy trình làm rươi thì đối với lại nhân dân An Thanh ý, thì nó có cũng có những cái truyền thống lâu đời về cải tạo gắn với lại các cái khoa học cộng với lại các cái hỗ trợ của các cái đề tài khoa học nữa. Thế thì dân An Thanh, nhân dân An Thanh đã có kinh nghiệm truyền thống thì sẽ chuyển đổi sang cái hữu cơ, có thể là qua các cái hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện, phòng nông nghiệp thì có thể là thúc đẩy nhân dân cải tạo nhanh để sớm mà có được có những cái rươi thì cấy trong nội đồng. Thì qua kiểm tra đấy thì đã trong cái ruộng để các nhân dân cải tạo thì đã thấy có rươi có cấy đấy. Đấy thế thì đây là cũng một trong những cái tín hiệu rất là mừng cho nhân dân. Mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn xã An Thanh đã mang lại lợi ích về nhiều mặt. Ngoài hiệu quả kinh tế, mô hình còn có tác động lớn về mặt môi trường xã hội. Sản phẩm gạo hữu cơ tham gia quảng bá tại các hội chợ nông sản trong và ngoài tỉnh đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, canh tác lúa hữu cơ trên vùng đất khai thác dưới cấy giúp bổ trợ cho nhau trong việc cải tạo đất, chăm sóc cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tạo ra nơi trú ẩn cùng nguồn thức ăn dồi dào cho con rươi. Ngược lại, con rươi cũng xử lý chất hữu cơ trong đất, trong nước để tạo ra phân bón hữu cơ cho lúa phát triển tốt. Sau khi cống sồi được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động, đã tạo ra bước ngoặt lớn trong sản xuất nông nghiệp tại An Thanh. Địa phương cũng đã xây dựng đề án xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung, kết hợp khai thác thủy đặc sản dưới cấy và phát triển hạ tầng du lịch nông nghiệp tại An Thanh. Thì năm 2021 cũng là năm đầu chúng tôi thực hiện cái đề án và cái kế hoạch này. Thế với cái tinh thần thì vụ mùa năm 2021 là thực hiện là 70 ha trên cái vùng đất coi như là dự án sau cống sồi. Thế và thông qua cái kết quả và tuyên truyền vận động rồi giải thích cho các hộ, thế và tiến hành hướng dẫn rồi các cái biện pháp hỗ trợ, thì đến thời điểm hiện nay thì có thể đánh giá là cái vùng sản xuất hữu cơ đã đạt được kết quả tích cực ban đầu. Thế và với cái mức độ năng suất lúa thì có thể đạt bình quân là từ 180 kg đến 200 kg trên sào. Thế và cái giống lúa chủ đạo là giống BC15. Cái thứ hai nữa là giống một số giống như ST25 đưa vào giống mới khảo nghiệm. Thế và thông qua cái việc này thì chúng tôi thấy là cái đầu tiên là cái nhận thức của người dân là đã có cái thay đổi trong cái việc là áp dụng các phương pháp chế phẩm sinh học để sử dụng trong cái việc hữu cơ. Thứ hai đấy là cái năng suất thì cơ bản đảm bảo được, thế cho nên bà con cũng rất phấn khởi. Và cái hướng thì An Thanh sẽ tiếp tục mở rộng thêm để làm thế nào là cái dự án sau cống sồi đấy là 214 ha sẽ phát triển và hướng tới một cái mục đích cao hơn, đó là sản xuất lúa kết hợp với nuôi trồng các cây con đặc sản cấy rươi để đưa cái kinh tế nông nghiệp lên một cái giá trị cao hơn nữa so với cây lúa thông thường. Thế và định hướng tới để An Thanh sẽ phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, thế và du lịch trải nghiệm, thì đây cũng là cái bước đầu An Thanh đã được phải. Có thể thấy, việc triển khai mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại xã An Thanh không chỉ giúp tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi phương thức canh tác của người dân địa phương trong việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ bền vững, đảm bảo sản phẩm an toàn, góp phần bảo vệ môi trường, hệ sinh thái đồng ruộng, đồng thời mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao thương hiệu nông sản An Thanh trên thị trường.